Vâng, chào các bác nhé. Buổi sáng ngày hôm nay Hà Nội cũng khá là ấm. Buổi sáng có mưa chút. Vậy trời nó hơi lồm rồi. Vậy buổi sáng ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cô bác anh chị một chiếc máy giặt hàng VIP Toshiba nội địa. Máy hình thức còn khá là mới đấy. Đấy. Với những cái con máy như thế này thì thời tiết ngày hôm nay thì giặt hoặc là sấy thì cực kỳ tuyệt vời. Đây em đang thử test con máy như thế này, đang ở chế độ giặt và sấy. Bởi vì thời tiết hôm nay thì phơi cũng rất là lâu khô. Cho nên ngày hôm nay thì em cũng đăng lên chiếc máy giặt Toshiba TVK 9100 này. Nên bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay nhé. Tết nhất thì cận kề đến nơi rồi. Vậy cũng chỉ còn khoảng gần 20 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái Tết nguyên đán. Đây, em sẽ nói tính năng sơ qua về con máy này. Thứ nhất là con máy này là giặt 9 và sấy 6 của dòng Toshiba TVK 9100 NC. Màn hình con này thì là màn hình LCD. Màn hình con này rất đẹp. Đây các bác nhìn này, máy này. Tổng thể con máy nhìn còn khá là mới luôn. Đấy, em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem. Và có tính năng con này thì nhất là máy cửa nghiêng. Đấy, máy cửa nghiêng và có những tính năng ưu việt là giật bằng motor trực tiếp và sẽ không chạy dưới cô loa và biến tần điện cơ. Đấy là những dòng thương hiệu về máy giật của Nhật. Con này thì thực ra mà nói thì giờ ít thời điểm như thế này thì cận kề Tết nên là hàng cũng chậm dần lên, nên là những ai có nhu cầu thì về những cái dòng máy như thế này thì em nhanh tay, bởi em cũng còn vài con nữa thôi. Đấy, em sẽ quay cận cảnh cho bác xem này. Đấy, thứ nhất con này giặt không xoắn rối quần áo giống như những cái máy giặt cửa trên cũng như là cửa ngang ở trong nước, và giặt cực kỳ tiết kiệm điện và tiết kiệm nước. Mỗi một lần giặt, mỗi một mẻ giặt ở cái chế độ giặt tiêu chuẩn thì một con mẻ giặt như thế này nó chỉ dao động từ 65 cho đến 70 lít nước. Và các anh nghĩ là tất cả các dòng máy giặt thì đều nó có một cái tính năng chung, tức là nó sẽ là cái những cái chế độ cấp nước vào và chế độ vắt. Thì nhìn chung thì đều giống nhau, nhưng tuy nhiên thì những con máy này thì bất kể một dòng máy giặt nào thì nó phải tầm độ khoảng 3 lần cấp nước và 3 lần vắt. Và mỗi lần cấp nước như con này thì nó khoảng được tầm độ hơn 20 lít nước thôi. Nhưng tuy nhiên thì những máy dòng máy cửa đứng ấy, thì nó rất khác so với chương trình giặt, nó rất khác bởi vì nó phải cấp gần đầy lên cái lồng giặt. Và mỗi một con máy giặt cửa đứng thì nó rơi vào độ khoảng tầm độ khoảng 45 cho đến 50 lít nước một mẻ cấp nước. Cho nên mỗi một mẻ giặt có những chiếc máy lồng đứng thì nó rơi vào khoảng độ tầm 200 lít nước. Vậy thì nhà bác là những nhà nào mà khoảng một téc nước 1000 lít thì các bác giặt 3 mẻ giặt là có thể hết một téc nước rồi. Nhưng tuy nhiên với những con như máy như thế này và những cái tính năng ưu việt, những dòng máy Nhật như thế này thì nó giặt cực kỳ ít nước. 3 lần cấp nước nó chỉ hết có khoảng 65 đến 70 lít nước thôi. Đấy là những cái tính năng. Và thêm một cái nữa là nó giặt có độ Nhật Bản nên nó họ tính. Con này giặt gần như là giặt có cái chỗ độ Japon ấy, tức là nó sẽ giặt tạo bọt và nó sẽ giặt quần áo. Nó không giống như máy như trong nước chúng ta, nó chỉ quay ngang và quay ngửa. Đấy, nhưng mà những con dòng máy như thế này thì giặt quần áo rất là sạch và tơi và không bị nhuần quần áo, không bị lát quần áo. Giống như máy cửa đứng thì chúng ta giặt xong thì đôi khi là những nhà nào mà bác lại, bởi vì em cũng để ý và theo dõi rất nhiều những con máy giặt trong nước, tức là những cái bộ đồ mà mỏng ấy, bộ đồ sơ sinh hoặc là những bộ đồ lót thì họ phải cho vào những cái giọ để làm sao giặt xong nó không bị dài, không bị lát quần áo. Đấy là những cái mà nó rất là khuyết điểm. Nhưng cái dòng máy giặt thế này thì các bác có thể bỏ tất cả lộn bởi vì ở trong cái chế độ giặt. Nhưng tuy nhiên thì là ở khi các bác chọn ở những cái chế độ giặt mà tiêu chuẩn, tức là của từng loại dòng quần áo một thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng với cái máy như thế này thì các bác cứ yên tâm, có thể giặt tổng hợp vẫn ok. Đấy là lý do ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác. Thêm một cái tính năng nữa là con này có chức năng sấy. Sấy thì quần áo thì không bị nhoan bởi vì nó sấy bằng block. Đấy là sấy gió. Nó sẽ thổi những cái nhiệt hơi nóng bên trong từ cái block đó và nó sẽ thổi vào trong lồng.
và không phải lúc nào nó thổi nha các anh nhá. Nó sẽ qua quá trình, nó sẽ lập trình, tức là nó sẽ có cảm biến, bởi vì Nhật họ rất thông minh. Có những cảm biến nên tức là nó sẽ khi nào nó cấp điện cho cái lốc đấy và khi nào nó sẽ thổi vào trong lồng để cho quần áo khô. Và nó sẽ có cảm biến nhiệt dao động từ 40 đến 60 độ để làm sao cho quần áo chúng ta khô một cách từ từ, giống như chúng ta, bởi vì họ đã nghiên cứu chắc chắn rồi. Họ nghiên cứu để làm sao để nó giặt như là chúng ta như chúng ta phơi ngoài trời luôn. Đấy là những tính năng ưu việt. Vậy ngày hôm nay thì em cũng xin dừng video tại đây. Có những tính năng nổi bật như con máy này, thì bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em nhé. Đấy, con này bắt đầu vào chế độ vắt đấy ạ. Đây, hình có coi gì này. Đấy, máy vắt rất là êm. Đấy, bắt đầu tăng tua dần đấy ạ. Đấy, em sẽ quay cận cảnh cho bác xem. Ok, vậy ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ nhanh nhé. Thời gian cũng có hạn rồi. Vâng, xin chào các bác.